10 việc cha mẹ nên làm trước khi cho phép con sử dụng điện thoại di động. Trước tiên chúng ta cần phải thảo luận tuổi nào là tuổi nên dùng điện thoại di động. Điện thoại di động là một cái phương tiện rất là hữu hiệu để giúp cha mẹ có thể quản lý, biết được con đang ở đâu, con đang làm gì. Điện thoại di động cũng là một cái vật dụng vô cùng hiệu quả giúp trẻ liên hệ được với bạn bè, khoảng cách giữa bạn cùng lớp nó ngắn đi rất nhiều và trẻ dễ giao tiếp với bạn hơn. Nhưng điện thoại di động cũng là một con dao hai lưỡi. Nếu như chúng ta không quản lý khéo thì có thể con chúng ta sa đà vào đó và sau này nó sẽ khoét sâu cái mối quan hệ xung khắc giữa cha mẹ và con cái. Do vậy, chúng tôi khuyến cáo cha mẹ cần phải cân nhắc. Thứ nhất là độ tuổi cho trẻ dùng điện thoại và thứ hai cần phải làm gì trước khi cho trẻ dùng. Theo khuyến cáo của các nhà khoa học, dưới 12 tuổi, mọi hoạt động, con đi học đều do cha mẹ đưa đón. Con ra nhà ông bà, con đi chơi đều có sự giám sát rất chặt chẽ của cha mẹ và dùng điện thoại giữa các phụ huynh liên lạc với nhau. Do vậy, dưới 12 tuổi không cần điện thoại di động. Từ 12 tuổi trở lên mới cho có phép con dùng. Tuy nhiên, vấn đề tùy thuộc vào gia đình nhà bạn, tùy thuộc xem gia đình nhà bạn có khả năng quản lý con đến đâu và có khả năng kiểm soát các vấn đề mà có thể ảnh hưởng đến sự phát triển về mặt tính cách cũng như việc học hành của con. Do vậy, cân nhắc là ở mỗi gia đình là về độ tuổi. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về việc trước khi cho con dùng điện thoại di động, cha mẹ cần phải làm gì. Có 10 hoạt động sau, chúng tôi khuyến cáo cha mẹ nhất thiết phải làm trước khi bạn và con đồng ý là cho con sử dụng điện thoại di động. Thứ nhất, con không được phép dùng điện thoại, nhắn tin, xem phim, vào mạng xã hội trong giờ học, trong giờ ra chơi ở trường. Nghĩa là sao? Con được phép mang điện thoại đi cho vào cặp, nhưng khi đã đến trường rồi, để vào chế độ không rung không kêu trong suốt thời gian ở trường từ 7 rưỡi 8 giờ sáng cho đến 4 rưỡi 5 giờ chiều, không được lôi điện thoại ra và chỉ khi chuẩn bị đến giờ về mới được phép lôi điện thoại ra để gọi điện bố mẹ để hẹn giờ đón và chỗ đón. Như vậy, trẻ sẽ không tham gia vào các hoạt động xem các thông tin lung tung trên mạng trong giờ học và như thế sẽ không vi phạm những cái quy định của nhà trường. Thứ hai, cần phải thống nhất buổi tối 9 đến 10 giờ là không điện thoại, không dùng điện thoại cho bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào cả. Nhà bạn hãy làm một cái hộp để là một cái hộp chúc ngủ ngon. Đối với trẻ từ 12 cho đến 15 tuổi là khoảng tầm 9 giờ tối và đối với trẻ từ 15 cho đến 18 tuổi là 10 giờ tối. Cứ đúng giờ đó bỏ điện thoại vào cái hộp và chúng ta sẽ có cái khoảng thời gian là nửa tiếng với một tiếng trước khi lên giường, không ai sờ vào điện thoại, không bị ảnh hưởng của cái làn sóng xanh của cái điện thoại nó khiến cho chúng ta khó ngủ. Và như thế trẻ sẽ tách ra khỏi những cái sôi động trong việc trao đổi với bạn bè và chìm vào giấc ngủ ngon hơn. Thứ ba, chúng ta phải thống nhất con sẽ tự bỏ tiền để mua SIM thẻ, nạp thẻ hàng tháng. Trong trường hợp mà điện thoại bị mất, hỏng, con tự bỏ tiền sửa chữa hoặc bỏ tiền thay thế. Khi chúng ta áp dụng biện pháp này sẽ không có chuyện con cứ hứng chí là gọi điện thoại và dùng có ngựa, dùng đến cả vài trăm đến một triệu. Bởi vì khi trẻ phải tự bỏ tiền túi, có nghĩa là sao? Trẻ sẽ phải dùng tiền mừng tuổi của gia đình chi tiêu trong cả một năm cho điện thoại, hoặc là trẻ phải tìm cách làm thêm để kiếm tiền để trả tiền cho điện thoại. Bố mẹ không được nhẹ lòng mua cho con SIM thẻ. Thứ tư, quy ước không được dùng điện thoại để đặt điều nói xấu người khác, để tạo cánh lăng mạ bạn bè. Đây là điều cấm kỵ. Và khi con hiểu rõ điều này thì nó sẽ tránh cho con có những cái xung khắc ở trường học với bạn bè. Và bạn cũng đang dạy cho con cái nhân cách đúng. Đó là sao? Không được dùng điện thoại hoặc dùng bất kỳ biện pháp gì để làm tổn thương người khác. Thứ năm, nghiêm cấm xem các nội dung đổi trụy, cho dù là trên điện thoại hay là trên giấy tờ phim ảnh. Cái này là nghiêm cấm. Và nếu bố mẹ phát hiện ra, nó sẽ là điều số 10. Đặc biệt, cái này, điểm này các bạn cần phải lưu ý. Trẻ ở tầm tuổi lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, đây là cái độ tuổi rất dễ xem các cái phim ảnh đổi trụy. Do vậy cha mẹ nên kiểm soát chặt hơn ở cái giai đoạn tuổi đó. Thứ 6, thống nhất với nhau, bố mẹ đã gọi điện thì nhất thiết phải trả lời, nhất thiết phải bắt máy. Và khi trả lời, khi bắt máy cần có một cái thái độ chừng mực, lịch sự,
không được cáu gắt, gắt gỏng. Bởi vì sao? Là khi mà trẻ đã cầm đến điện thoại di động rồi, đôi khi đang chơi game, đôi khi đang nhắn tin với bạn và bố mẹ gọi, trẻ sẽ dễ có cái trạng thái là cáu kỉnh và nói nhanh rồi tắt đi. Điều này chúng ta không cho phép. Thứ bảy, cần phải thống nhất. Điện thoại bố mẹ đã bỏ tiền ra mua và con sống trong nhà của bố mẹ. Do vậy, bố mẹ có toàn quyền quản lý mật khẩu và bố mẹ yêu cầu xem điện thoại lúc cần và con phải đưa. Bởi vì sao? Sẽ có những lúc trẻ làm những việc mà chúng ta vô cùng căng thẳng, lo lắng. Chúng ta không biết là con làm gì trên cái điện thoại đấy và ta cần kiểm tra. Nhưng nếu không quy ước thì sau này khi chúng ta đòi xem, đứa trẻ sẽ lăn ra, hoặc là khóc, hoặc là nó cáu kỉnh, hoặc nó đập phá, hoặc nó ném. Cái này phải quy ước trước. Thứ 8, tiếp tục duy trì các hoạt động của gia đình, các hoạt động vui chơi ngoài trời như trước đây. Không vì có cái điện thoại mà chỉ ở trong nhà chơi, chỉ cầm tay bấm bấm mà không ra ngoài. Như vậy, trước khi mua điện thoại, bạn đã cần phải ghi chép lại với con là thống nhất một ngày có những giờ nào chơi ngoài trời, một tuần có những giờ nào có những hoạt động gì. Và như thế con sẽ phải tiếp tục duy trì. Và thứ 9 là khuyến khích con nên dùng điện thoại để mà học những kỹ năng mới. Chẳng hạn như nghe các bài hát, học cách chụp ảnh, học cách làm phim, học các kiến thức khoa học ở trên mạng. Và vào một ngày cuối tháng, con cùng với cha mẹ sẽ nói chuyện với nhau. Con hãy cho cha mẹ biết là tháng vừa rồi con học thêm được kỹ năng gì. Và điều thứ 10, đó là nguyên tắc vi phạm. Nếu con vi phạm 9 cái nguyên tắc trên thì sẽ có biện pháp phạt. Chúng ta phạt như thế nào? Thứ nhất là nếu con vi phạm lần 1, bố mẹ sẽ tịch thu điện thoại 1 ngày. Nếu con vi phạm lần 2, tịch thu 3 ngày. Và nếu con vi phạm lần 3, tịch thu 7 ngày. Tịch thu ở đây không phải là chỉ cất đi một tí rồi đưa cho con không? Cả một ngày hôm đó hoặc cả 7 ngày hôm đó bạn cất vào một chỗ. Như nhà tôi mở điện thoại và cất vào trong két sắt, không dùng gì cả. Và nếu vi phạm lần thứ 4, tịch thu vĩnh viễn luôn. Bạn có thể đem điện thoại đem đi tặng cho người khác. Và đứa trẻ cần phải học được là mối quan hệ giữa nguyên nhân và hậu quả. Trên đây là 10 việc chúng tôi khuyến cáo cha mẹ nên làm. Và cha mẹ cần phải kiên nhẫn, cha mẹ cần phải kiên trì và phải nghiêm khắc trong việc thống nhất với con. Và 10 cái điều này cần phải được viết ra, dán lên trên tường để con nhìn thấy và tự nhắc nhở mình. Bởi vì sao? Nếu như chúng ta chỉ quy ước bằng miệng, lời nói gió bay, nhưng nếu chúng ta viết lên và khi con vi phạm ta chỉ đây nha, con đang vi phạm điều số 1. Ví dụ vậy, thì ta nhắc nhở con, cho con nhắc nhở 3 lần đầu tiên rất nhẹ nhàng. Nhưng nếu như qua những lần nhắc nhở để con vẫn vi phạm thì áp dụng ngay biện pháp số 10, biện pháp kỷ luật. Và chúng tôi rất mong các cha mẹ sẽ thu nhận được nhiều những thông tin hữu ích từ clip này để áp dụng được với con. Và chúc cho con của chúng ta sẽ học được những cái điều lý thú từ điện thoại di động. Xin cảm ơn.